Đang ráp hiểu chưa nhỉ? Em tự bấm bấm tính nhé. Ok nào, thời gian sang phần đầu tiên nhé. Nó là về chia sẻ về khóa học này. iPhone của ai á? Phần 1 này, phần 1 là về khóa học nhé. Phần này thầy đã chia sẻ ở các buổi livestream gần đây rồi đúng không? Ok, đang ráp là sắp có nghĩa. Ok, ráp iPhone tính của ai trứng á? ấy à, định tính sinh sinh 8.000 con này hay sao này? Mà tính số trứng là 8.000 Trứng thế. ơi, độ rộng mét Một vuông hay nhá, là là một thầy mét về nói về khối? khóa học trước này. Chị xem lại nhé. Cái này Xem chúng lại cái ta đã khối của nói em với trong 2-3 buổi hôm nay rồi đúng không? Nhưng mà vẫn có một thế số vẫn bạn hỏi. được vòng Có thể hôm lượng đấy em. bạn chưa là xem livestream của thầy rồi đúng không? Đấy, nhưng mà em có được, có được Xem lại chứ. xem Chị cái Thúy vòng ơi, lượng chị của Thúy vào mình đi, nào. chị Thúy đặt câu hỏi vào trong 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 link đi, lát em. Mà cái đây là không yêu Không cầu biết là anh chị nêu thôi. tên đâu, thế chị thoải mái nhá, chị đặt thoải mái đi, em không biết là ai đặt đâu. Đấy, lát em phải trả lời nhá. Ok nào, nhân về khóa học nha. Đấy, la chín cộng này. Được chưa? La chín cộng môn sinh này. Thế thì Anh bóc ngược căng thứ lên một nhất chút được không? nó Qua là để về tầm 1 phần 4. về nội dung. Tại vì có những bạn hỏi Nội thầy dung. này, đây này, câu hỏi nhá. Em bóc ngược của những chữ trước Đây số này. 4 thôi nhá. Em sẽ học ở đâu này? Thầy cô like ở Anh từng quan nào sát này? lại này. Đấy, em đăng ký rồi Em quan sát lại cái một cái với chị N thì nhá. đây, em có được xem lại Đây bài em không chưa này, đúng không? xem. Các bài like của thầy em khi vào Đây nhóm em em có bảo. được xem lại không? Đó. Bắt đầu từ chữ này. Rồi đó thì trả lời Kìa, bạn đây bắt về đầu về nhấp giới thiệu tay lại này, về khóa bắt đầu học từ trước chữ nhá. này, vòng Nội tay dung này, này thì các bạn ok, sẽ có 3 lộ trình không nhá. dê bút. 3 lộ trình này. Một này là bạn học từ giờ Thế bài thì đấy ạ. cho đến tháng 12, ngày qua sẽ được cung cấp là full, được chưa? Full toàn bộ lý thuyết, full toàn bộ lý thuyết này, được chưa? Của 9 chương đấy. Thì cầm Đó, bút trong lại có là 7 thế tháng nào? thôi là Thì ta học quan sát xong cái 9 cầm chương bút rồi này. nhá. Toàn bộ full Thì lý quan thuyết. sát cái cầm bút thì cầm như này. Và bài tập. Nếu như có hỏi Đấy, bút bài tập lại này là thì theo nếu theo như theo có từng hỏi bài nhá, các bạn mà xem la thầy bạn biết rồi đúng không? Theo từng bài thầy đã cho từng bài tập một đúng không? Theo từng dạng một. Đấy, từng bài từng dạng một, thế là quá là kỹ rồi đúng không? Ok, chào Khánh Huyền nha. đó, bài tập này không có bị chạm gì nhỉ? chị làm thì đúng rồi. Ok đấy, bài tập này. Rồi đề tổng ôn này. Đấy. Chưa? Là những cái thứ mà bạn sẽ được học ở cái trong thời gian này, đề tổng ôn theo từng chương nhá. Đây Ôi theo chị từng còn biết chương tổng này. hợp thôi ạ, mọi người chuyển sang thế Đấy, theo rồi từng ạ. chuyên đề này. Đấy, theo từng chương này, từng chuyên đề này, được chưa các bạn? Nhá. Chị Ok, còn giờ rồi ạ. nhường hàng slot quảng cáo để các bạn tâm sự. Cầm bút mình ơi, sửa lại cái cầm bút đi. Nào thầy 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 ấy một chút nha, thầy giới thiệu qua khoa một chút xong rồi ta đến phần tâm sự luôn đi. Đó. Thế tháng đây là tuần thứ nhất nha, thứ hai là từ tháng 1 cho đến tháng 4 là các bạn luyện đề nhá. Được chưa? Các bạn có thể làm khoảng từ 15 đến 20 đề. Được chưa? Thì hôm nay thì cái phần luyện đề này các bạn làm chủ yếu Đây là phương có một pháp. người viết Chủ lại yếu cái là đề phương này. pháp luyện đề các bạn nha, chứ nếu mà để học kiến thức vào này thì thường nhiên là không cần nữa. Đúng không? Chỉ để xem là ta còn hỏng hỏng kiến thức ở phần nào ta còn bổ đắp lại thôi, và hướng dẫn các bạn cách để bạn luyện đề, làm một đề bằng người khác làm vài đề. Thế là không phải ta cứ phải làm nhiều, phải làm 100 đề rồi 1.000 đề, 99 đề đâu, không cần đâu các bạn ạ. Chỉ cần làm với lượng đề, với cái lượng đề phù hợp đó, với phương pháp phù hợp thì thầy nghĩ là chỉ cần 10 15 15 đến 20 đề là quá đủ cho các bạn rồi. Mỗi đề các bạn phải học lại một cái kiến thức gì đó, nhận lại một cái giá trị gì đó từ cái đề đấy. Đấy mới là cái mục tiêu của luyện đề các bạn nhé, chứ không phải các bạn đi cắm mặt đi mà làm vài trăm đề làm gì đâu, mà sau mỗi đề nó chả tiến bộ gì cả. Ok, giai đoạn cuối cùng là giai đoạn từ tháng 5 tháng 7 đúng không, là giai đoạn tối ưu lại cái điểm số của các bạn. Tối ưu có nghĩa là gì? Nghĩa là ta sẽ có những cái mẹo, những cái kiến thức chú ý cho để tránh tránh bị mất điểm ở những câu nó gọi là câu quá đơn giản, mà nó tránh để mất điểm oan, các bạn hiểu không nha, tránh để mất điểm oan đó. Thế thì các bạn, Đấy, đây là lộ trình chúng ta học về khóa livestream của thầy, được chưa? và Kinh phí thì sao, đúng không? học phí đấy, học phí hiện tại ấy, thì mỗi khóa này là 800k, Được chưa? cái này cũng là 800k, cái này cũng là 800k, Nhưng đấy có chữ nhưng này, sau chữ nhưng là cái mà các bạn cần quan tâm này. Nhưng đó. đấy, 30 bạn đầu Nhìn thấy tiên, xem lại bóc xưa được cho chưa? rồi nào. 30 bạn đầu tiên này
và đăng ký trước ngày 1 tháng 6. Nó Cái này có thể không là có qua nhiều qua ngày mùng 1 tháng 6 cũng được, còn nhiều nhưng mà trước ôi. ngày 1 tháng 6 và đăng ký. Đấy, nếu như mà trước ngày 1 tháng 6 mà chưa hết 30 bạn thì 30 bạn này có thể đẩy 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 về sau, nhưng mà nếu trước ngày mùng 1 tháng 6 mà 30 bạn đã đủ rồi thì các bạn sau đăng ký muộn là sẽ Nó không được ưu đãi đâu nhá. là Cứ là sẽ được giảm. nhóm này. Đấy, giảm 50%. Có nghĩa là một người ấy chỉ đóng có gì? 1 triệu. 1 triệu 2 thôi các bạn nhá. 1 triệu 200k thôi. Đó, thế nhé, bạn phải mất 2 triệu 4 nhưng mà chỉ cần 1 triệu 200 nghìn thôi. Được chưa? Chắn ngày xưa học sinh mà gặp thầy có phải em tội. Ok. Chán mỗi là lớp 12 nơi rồi chưa có người yêu. Ok, đằng giáp với xem là nhát lát thầy sẽ chia sẻ cái cách mà em tán gái làm sao hạ gục Ở nhanh, được chưa? Đánh đánh không nhanh thắng nhanh. ở nhóm Đấy, này không? có thể là Sao tiếp đi học lại khai giảng năm học mới là có người yêu luôn, ngồi khai giảng này ngồi cạnh người yêu sướng. Ừ. Cái đi. một cắn Cái đi. thoại Đã chờ một tí. Ok, chờ một chút. Cắm cán bộ sạc máy tính. À. Ok nè, đấy nha, đấy là về học phí này, về nội dung học chúng ta, được chưa? Tiếp theo là về cái ưu đãi tiếp theo của cái này, đó là nếu bạn một người thì là 1 triệu 2, đúng không? Ta có móc 2 người này, đúng không? Móc 3 người này, móc 4 người này, móc 7 người và lúc móc 10 người. Được chưa? 2 người thì các bạn chỉ còn 1 triệu. 1 triệu 1 đúng không? 3 người còn 1 triệu. Đấy, 4 người còn 900 này. Đấy, 8 người thì còn 900 này. 8 người thì còn 800k này, 10 người thì gì? Free này, đúng không? Và 9 người còn lại thì đấy, 800k. Được chưa? Nói chung là các bạn chỉ mất 800.000 này bạn đã học được cả full cả 1 năm rồi, đúng không? Thì nhà 10 tháng mỗi tháng mất có 80.000 thôi. Một tháng có 80.000 quá rẻ, đúng không các bạn? Đó, mà trong khi đó gì? Toàn bộ cái gì để liên quan đến sinh thi các thứ là thầy đã cung cấp đầy đủ cho các bạn rồi. Để mà đầu tư cho tương lai thì thế là thầy thấy là quá thể đáng, đúng không? Rất đáng nhá, rất đáng để các bạn đầu tư đó, rất đáng nha, rất đáng để đầu tư, được chưa? Đầu tư tương lai mà ô tô đổ thì chơi không em khổng lắm. Thế là sao đặng giáp nhà thầy chưa hiểu lắm thôi cũng ok nào, đấy là Nhưng mà về cái này phải cắm. em cầm sang bên kia đi, chỗ này hết ổ rồi, cứ đi đây làm gì nhỉ? Nhà bao nhiêu ô tường kìa. Ok nào, đấy là về đầu tiên nha, khóa học nha. Những bạn nào đang thắc mắc về khóa học thì thầy chia sẻ nhanh một chút là như thế nha, chứ mấy hôm buổi lay lai thầy nói nó cũng nhiều rồi, đúng không? Rồi các bạn nhiều khi các bạn lại bảo là thầy nói đi nói lại nhiều quá. Đấy, thế thì các bạn đăng ký sớm đi nha. Đó, mạng đang hơi yếu, các bạn đăng ký sớm thì thầy đổi mạng khác cho nó khỏe. Đấy, đúng không? Đấy, camera đang dùng của laptop này, các bạn đăng ký học phát là thầy đổi ngay camera khác luôn. Đấy, cho bạn nét căng này. Nhìn trắng mịn như da bé luôn, được chưa? Ok nào, thế sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, hỏi về phần 1 về khóa học tiếp theo này. Các bạn sẽ hỏi này, em học ở đâu, thầy cô like ở page nào? À rồi, ok, thầy nói tiếp về chỗ thầy trả lời câu hỏi của bạn nhá. Một này là bạn hỏi là gì, em sẽ học ở đâu, đúng không? Các bạn học livestream thì các bạn sẽ học có nhóm riêng nhá. Thứ nhất này, có nhóm riêng. Đấy, nhóm riêng. Đây gọi nhóm kín Nhóm một á. người làm rất là tốt rồi ạ. Nhóm Mình kín thứ cho các hai, mình bạn. thứ Được hai. chưa? Đấy là một nhá. Hai này. Nhóm mít. Các bạn có Messenger riêng này. Cũng của nhóm kín này. Được chưa? Để các bạn hỏi Nhóm mít 24 á. trên 24. Như khi các bạn nhắn tin trên bếp có thể thầy sẽ không đọc được ngay, nhưng mà bạn nhắn tin trong nhóm Nhờ. Messenger này thì thầy thông báo phát là thầy vào đọc luôn, được chưa? Tốt không? Nhóm Đó. của chúng tôi.
Cái gì nữa? À, mà có nhóm, mà có group này. Group để trao đổi bài này. Được chưa? Đấy. Đấy, các bạn là có gì nữa? Có đội hỗ trợ. Đấy, hỗ trợ từ thầy này. Được chưa? Từ cộng tác viên của thầy này. Đấy, từ đội ngũ của Việt Jack. Nói chung là tất cả mọi người. Được chưa? Sẽ vào hỗ trợ bạn 24 trên 24 nhá. Bất kể lúc nào các bạn cần. Nửa đêm nhá, nửa đêm hoặc sáng sớm đó, các bạn cứ chỉ cần vào là em cần hỗ trợ này thì đảm bảo luôn là tất cả mọi người sẽ cùng hỗ trợ các bạn, được chưa? Ok đấy nhá. Các bạn like ở đâu đúng không? Like thì bạn thầy có một page hiện tại đang like này đó. Page đang like là page gì? Thầy Hoạch Sinh đúng không? Đó, thầy Hoạch Sinh này, thầy cũng có ghim ở trên đấy, có ghim và like đấy, link ở bài like đấy, được chưa? Clip ấy, gọi là clip ấy, nhưng thầy hay 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 nói là bài like đúng không? Bài clip đấy, Hoạch Thầy Hoạch Sinh này, chuyên luyện thi đại học nó 10, 11, 12, đây là page like chính nhá, được chưa? Đấy, và sau đó là gì? Chia sẻ vào nhóm riêng. Thì nhóm riêng này sẽ có những bài, những sẽ có những bài đó, chỉ cho nhóm này thôi, chỉ cho nhóm 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 kín nhóm, nhóm nhóm VIP thôi đúng không? Vì các bạn mất học phí mà, thì nhóm VIP sẽ được những cái ưu đãi riêng mà nhóm ngoài này sẽ không có. Và thời gian tới thầy sẽ live free, nhưng mà vẫn live free nhưng mà sẽ hạn chế số buổi sẽ giảm xuống nhá. Đấy, còn lại là nhóm VIP yên tâm là tất cả gì liên quan đến sinh học, liên quan đến thầy, cái kiến thức thầy dạy, nhóm VIP sẽ nhận được từ A đến Z, cho bất kể nhá. Thế nhóm VIP cái kiến thức nó được hơn cái gì nhóm ngoài không thì tớ chia sẻ luôn nhé. Cái nhóm mà nhóm free ấy, cái nhóm vất like bình thường trên bếp này, nhưng có thể nhé, có thể chỉ 2 buổi một tuần thôi, nhỏ hơn học bằng nhé, nhỏ hơn học bằng, có thể 2 buổi một tuần, tùy vào cái điều kiện lúc đấy của thầy, được chưa? Vào điều kiện thứ nhất là thời gian của thầy nó còn bận hay không, vì thầy còn dạy cái trường nữa đúng không? Hai là gì? Là thầy la cho nhóm nhóm kín kia rồi đúng không, và nhóm kín mà cái kiến thức mà nó quan trọng thì không thể chia sẻ bên ngoài được, thì có thể là nhóm bên ngoài chỉ chữa bài tập thôi đó, chữa bài tập như thể là 3 buổi la đầu tiên về sinh 11 đấy đấy, kiểu như vậy, được chưa? Nội dung thì có thể là sau này nhá, có thể thầy nói là có thể thôi, thế là chưa biết được đúng không, có thể là gì, chỉ chữa bài tập nữa thôi các bạn nhá, chỉ chữa bài tập thôi theo chương này. Đó, theo chương. Bạn hiểu chưa? Chưa tập theo chương rồi, còn lý thuyết có thể là sẽ không, lý thuyết có thể là sẽ không 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 dạy bên ngoài nữa, chỉ dạy trong khóa VIP thôi. Được chưa? Ok, đó. Đó, chỉ có bài tập thôi các bạn nhá. Và một số cái kiến thức cần. Nếu thực sự là rất cần. Được chưa? Kiến thức cần. Các bạn nhá. Kiến thức cần, được chưa? Ok, đấy là về nhóm free nhá. Còn nhóm VIP sau này thì sao? Về số buổi live đúng không? Cộng với cái buổi live của nhóm free này các bạn. Cái buổi live free thực ra là thầy sẽ có thể là trước bài tập của nhóm VIP lên và thầy sẽ chia sẻ bên ngoài. Hoặc là có thể là đây là một buổi live riêng thì nhóm VIP chắc chắn sẽ lớn hơn 2 rồi. Lớn hơn bằng 3 đi. 3 buổi trong một tuần nhá. Thấy chưa? Lớn hơn 3 buổi chắc chắn là thế. Và mọi thứ liên quan đến nội dung học, ví dụ lý thuyết này, full rồi nhá. Được chưa? Trên này là chưa có, nó có thể là gì? Ít đi. Được chưa? Ít đi nhá. Còn đây là full rồi, nội dung hoặc là lý thuyết là full. Bài tập cũng thế. Bài tập là cũng full nhá. Đề tổng ôn. Chưa? Đấy cũng full. Nói chung là thầy sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ. Được chưa? Đề tổng ôn full. Đó. Rồi gì nữa? Đề thi thử. Đấy cũng full nhá. Rồi cái khóa là khóa đi thử đấy, còn khóa dưới là khóa gì? Khóa tối ưu hay thực chiến đấy đúng không? Đấy, hay gọi là khóa thực chiến đấy nhá, các bạn cũng được nhận full luôn, nói chung là full toàn bộ. Còn nhóm này thì có thể là bài tập, rồi sau này có thể là đề thi thử. Em nói là đưa lên đấy, dạ có thể có thêm đề thi thử nữa nhá. Còn nhóm này thì ở chỗ cái đề tổng ôn này, ở chỗ bài tập này thì có được các câu
Thầy sẽ chưa các câu vận dụng rồi vận dụng cao nữa nhá. Chưa, vận dụng vận dụng cao theo 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 phần bài tập của các bài nữa. Được chưa? Nói chung là về nhóm VIP là thầy sẽ đầu tư khá là bài bản để cho các bạn đảm bảo các bạn 9 cộng nhá. Đảm bảo các bạn 9 cộng. Chứ không thể nói suông được, không? Tao nói suông nhau được nhá. Đã là chim rồi đúng không? Đã công gọi là công khai rồi không thể nói suông được. Đó, mà thầy sẽ cố gắng ha để tối ưu điểm cho các bạn. Để tối ưu điểm cho các bạn 9 điểm nhá. Được chưa? Đấy, đây về nội dung học. Và nhóm này cũng được học hỗ trợ là 24 trên 24 nhá. Còn bây giờ thầy đang rảnh thì đang free. Đó, thế thì nhóm này vẫn đang 24 nhưng sau này chưa biết được, có thể sẽ không hỗ trợ được sát sao như nhóm VIP này. Được chưa? Nhóm này sẽ ưu tiên nhé. Đấy, ưu tiên đầu hàng đầu luôn. Anh hiểu chưa? Ưu tiên đầu tiên nhá. Đó, ưu tiên đầu. Với các bạn mất tiền học phí mà các bạn phải nhận được những, bạn phải được những cái quyền lợi nó đặc biệt đúng không? Chứ nếu bạn bằng như nhóm free thì nó lại mất quyền lợi của các bạn rồi. Được chưa? Nhá, ok nào, đấy là câu hỏi số nhất về thứ nhất về học ở đâu được chưa? Đấy, là học ở pet nha. Pet của thầy. Được chưa? Và group. Ok này, sinh 12 thì thầy dạy bài gì rồi ạ? Sinh 12 thì dạy bài gì rồi á? Khóa học này, khóa học bên thầy là bao nhiêu vậy thầy? Phú Thiên hỏi à? À lại Phú Thiên lại hỏi thêm một câu trong livestream này, khóa học này bao nhiêu tiền ạ? Đây, Phú Thiên ơi, thầy vừa nói rồi. Hiện tại các bạn đăng ký là 1.2 bạn nhé, 1.2. Được chưa? Các bạn học từ giờ cho đến tháng 7. Kết học từ tháng 5 này này. Từ tháng 5 học đến tháng 7 luôn nhá. Đấy, 1.2. Và có những cái móc ưu đãi. Đấy, một mình bạn thì 1.2 này, hai người 1.1 này, ba người thì 1.000.000 một bạn nhé. Đây là một bạn này. Bốn người là 900 này. Đấy. Bảy người là còn 800 một người. 10 người thì là gì? Cái free này dành cho bạn. Còn 9 người còn lại vẫn là 800, bởi vì 9 người này vẫn thuộc nhóm 7 người. Nữa. Đúng không? Nhá. Đó. Rất là đáng để đầu tư đúng không? Ok, Phú Thiên xong chưa? Ok, các bạn đặt câu hỏi luôn đi nhá. Thầy review cô đi à? Thầy đã bảo rồi, cái này không phải món hàng review được. Hôm qua suýt mất rồi. Suýt mất trong nhà. Cứ xui dạy thầy. Ok nào, sinh 12 thầy dạy vào gì rồi á? Các em theo dõi page đi nhá. Theo dõi page của thầy đi. Đấy, page tăng like ấy. Page tăng like là thầy hoạch sinh ấy, đúng không? Thì thầy đã dạy được 7 buổi rồi nhá. 7 buổi rồi. Và đã học xong đúng không? Là các bạn đúng không? Các đã học xong về phần nhân đôi ADN rồi. Đó, bạn đã học xong phần về nhân đôi ADN rồi nhá. Buổi sau sẽ là gì? Về phần ADN và phiên mã. Được chưa? Đấy, buổi sau là ADN và phiên mã nha. Đấy, gần như bạn học rồi đúng không? Đã cung cấp bạn kiến thức của 24 để chuẩn bị thi rồi. Đã học để thi rồi gì nữa? Đúng không? Free nhưng chất lượng thì chẳng không thua kém thì khóa VIP thôi nha. Đấy, hiện tại thầy đang dạy là bằng tất cả tâm huyết của thầy rồi đấy. Ok, đấy chưa? Cho em hỏi 3 câu. Em bị mất gốc sinh mà muốn thi y đa khoa thì làm thế nào để lại từ đầu môn sinh với thầy? À, mà em bị mất gốc môn sinh đúng không? Mất gốc sinh thì em học luôn của thầy đi. À, thầy không phải là dụ các bạn đâu, nhưng các bạn bị mất gốc. Các bạn bị mất gốc ấy, hay là mất cả cành luôn ấy. Chưa? Mất gốc, mất cành. Rồi mất cả lá luôn, nói chung là mất hết. Yeah, mất tất. Thế thì các bạn cứ học thầy. Thế yeah. Đơn giản thôi các bạn học thầy. Chứ giờ bạn thầy tư vấn cho bạn lộ trình thì lộ trình vừa nãy thầy tư vấn cho bạn rồi đấy. Nhá, bạn học theo như thế thì bạn sẽ ok, không phải lo. 9 điểm là thầy nghĩ là các bạn làm được. Còn nếu các bạn học thầy thì thầy cũng sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ nhá. Cung cấp đầy đủ các bạn. Được chưa? Đấy, cung cấp full những cái gì cần thiết đấy, để các bạn tối ưu được 9 điểm. Được chưa? Nhá, còn mất gốc thì học luôn thầy. Thầy dạy rất bài bản rồi. Được không? Thầy dạy rất bài bản rồi. Thầy nhận thấy là như vậy. Các bạn không biết học ở các thầy cô giáo khác thấy không? Thì thầy rất bài bản rồi. Có nghĩa là gì? Dạy từ cả lớp 10, lớp 11 rồi. À, lớp 10, 12 đúng không? Các bạn theo dõi thầy là phần ADN của lớp 10 đấy chứ, đúng không? Vậy phần ADN là của lớp 10 đấy chứ, phần nguyên phân giải phân của lớp 10 đấy chứ.
đúng không? Mà thầy vẫn vẫn đang dạy các bạn đấy, vừa dạy các bạn xong đúng không? Thì chứng tỏ là thầy thầy đã gì? Thầy đã cung cấp cho một các bạn là một cái kiến thức là rất là bài bản, đúng không? Bài bản và gì đó đầy đủ nha. Bài bản và đầy đủ, chưa? Không nghĩa là thầy chỉ dạy mỗi lớp lớp 12 đâu. Đấy không? Không phải thầy dạy chỉ dạy mỗi mỗi lớp 12 mà thầy thầy dạy toàn bộ kiến thức để các bạn đi thi nha, toàn bộ. Full để đi thi được, được chưa? Nha, thế các bạn yên tâm, mất gốc vào đây được nha, mất gốc vào đây được, mất gốc, mất cành, mất lá vào đây. Nha, thầy sẽ ươm lại cho các bạn. Ươm lại. Từ hạt đúng không? Các bạn là coi như là một hạt giống đấy. Ươm lại từ hạt đấy cho các bạn nhá, để các bạn có lá, có cành, có gốc, có thân, có rễ. Các bạn nở hoa đúng không? Không nở hoa thì bắt phải nở hoa. Đấy, nở hoa là thành quả là 9 điểm đúng không? Thì không không muốn nở hoa thì bắt phải nở hoa luôn đúng không? Không nở mới được à? Em đang nghĩ là hỏi ok đằng Giáp nha, hỏi thì đặt luôn vào vào đây hoặc là các bạn post trong link bắt link thầy ghim ý, thầy sẽ trả lời các bạn. Thầy nghĩ thế nào về ngành y ạ? À? À Thanh Vân hỏi về ngành y à? Ok ngành y đây này, thầy cũng có một bạn hỏi này. Thầy nghĩ gì trường đại học y nào tốt nhất? Đó, một bạn hỏi này, trường đại học y nào tốt nhất ạ? À? Thầy nghĩ đâu nhỉ? Thầy nghĩ gì về ngành y trong xã hội hiện nay? À đấy, hai câu hỏi này thầy trả lời luôn các bạn nha. Nhất này, trường y nào tốt nhất đúng không? Trường y nào tốt nhất? Đấy, bây giờ ta sang phần 2 rồi nhỉ, đúng không? À chưa đúng không? À, xin lỗi các bạn đi, thôi thằng lát ta tư vấn cho cái học sinh nhá. Bây giờ ta sang tiếp tục cái câu hỏi liên quan đến cái phần gì nhỉ? Phần tài liệu học tập. Đúng không? Ok này, ta sang phần tài liệu tập nhá. Đây, thầy cung cấp cho em hết công thức sinh học từ lớp 9 lớp 12 được không ạ? Cái lớp 9 ấy là các bạn học về gì? Về quy luật di truyền đúng không? Ờ, các bạn học về nguyên phân giảm phân đúng không? Đó, nó về phần gì? Nói chung về phần di truyền học. Được chưa? Các bạn cũng cái công thức mà từ lớp 9 ấy nó chỉ làm tiền đề thôi. Đúng không? Có cái bạn học thầy, học live của thầy nhá. Mà cũng full chưa? Ở cái phần lý thuyết mà full công thức tất cả nhá. Không chỉ riêng lớp 6 hay lớp 9 đâu, kể cả nếu lớp 8 mà liên quan lớp 7 mà liên quan đến cái phần chuyển hóa vật chất và năng lượng lớp 11 ấy, nếu mà đề thi năm nay mà nó khó, nó có phần tính toán thì thầy sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ, được chưa? Nói chung là full nhá, ở khóa live VIP các bạn không phải lo đâu, được chưa? Các bạn đăng ký khóa học thì nói chung là không phải nghĩ là thi cái gì hay là gì, cái đấy thầy lo, được chưa? Các bạn việc của các bạn là chỉ chăm chỉ thôi. Việc của các bạn là chăm chỉ học thế thôi nhá. Việc của các bạn là chăm chỉ học, được chưa? Việc của các bạn là chăm chỉ học nhá, còn không vì lo vì công thức cái gì cả. Nào tiếp tục với một câu về tài liệu nữa nhá, một câu về tài liệu nữa này. Thầy cho em hỏi là thầy còn like thầy like thì em phải in tài liệu ra trước với làm bài tập trước đúng không ạ? Em cảm ơn. Ok, không biết bạn nào hỏi đây. Nếu bạn hỏi là gì, phải in tài liệu trước hay không, chắc thầy trả lời các bạn luôn là chắc chắn phải in nhá, chưa? Chắc chắn phải in, được chưa? Để làm gì, tại sao phải in trước? Đó, chắc chắn phải in trước, được chưa? Tại sao phải in trước? Thứ nhất này, một này, để các bạn làm biết mình sai ở đâu, sau khi thầy chữa ấy, sai ở đâu đúng không, để sau này là gì thì không bị sai nữa. Còn khi các bạn mà không in mà tập trước ấy, mà đến giờ live các bạn ngồi xem thầy live ấy, thì thầy chữa thì đương nhiên là các bạn, nếu các bạn mà làm nhanh thì thầy các bạn có muốn đáp án hay không, xong thầy chữa thì vẫn được. Nhưng mà những bạn không làm kịp thì sao, đúng không? Thì thầy chữa rồi thì đấy là gì, đấy là thầy làm rồi chứ, đấy là kiến thức của thầy, kiến thức của thầy đúng không? Có phải kiến thức của em đâu, em có làm được đâu, thầy làm đấy chứ, đúng không? Mà khi đó thì khi đã có người chữa rồi ấy, thì cái tư duy của bạn nó sẽ bị ảnh hưởng bởi thầy, chính xác là bởi thầy, đúng không? Bởi khi thầy nói thì nó định hướng cho em rồi, đúng không? Bởi khi thầy chữa thầy toàn định hướng tư duy chứ không phải thầy thế thầy nhảy và thầy làm đâu, thế các bạn thầy nhảy và thầy tính luôn đâu, thầy phân tích đề đúng không, thầy
xem là à đề nó hỏi cái gì, ý câu hỏi của đề này là gì, đúng không, để phân tích. Thậm chí các bạn có thấy là gì, thầy làm đa phần là thầy không đọc hết đáp án luôn, thầy đọc hết đề bài thầy tính luôn, đúng không các bạn, để định hướng cho các bạn nhiều cái cách nhìn về môn sinh học, nhiều cái cách hỏi môn sinh học, chứ không phải là đọc một đề xong đọc A B C D xong là chọn xong bốn đáp án xong các bạn lại loại trừ ba đáp án còn mỗi đáp án, thì đấy các bạn chỉ biết làm mỗi bài đấy thôi, các bạn chỉ biết làm có mỗi bài đấy thôi, đúng không? Còn khi các bạn nào, còn khi các bạn mà phân tích đề như thế thì các bạn có một cái nhìn nó tổng quát hơn, đúng không? Và biết được ý của hỏi, ý của cái người hỏi đề ấy, thì các bạn sẽ một câu bạn sẽ làm được nhiều câu sau này, học một câu mình trả lời được 4-5 câu liền cơ mà, chứ không phải là học một câu chỉ biết trả lời một câu đâu, đúng không? Đấy, nên là cái phân tích đề cái lúc đầu mới là cái quan trọng, chứ không phải bạn giải được ra đáp án là cái quan trọng đâu, đúng không? Đó nha, thế các bạn phải in trước, phải làm trước đi, phải làm trước đi để đi chữa là biết mình sai đâu và sau này mình không bị sai nữa, hiểu chưa nha? Và đấy là cái mục đích, và hai là gì, để các bạn theo dõi cho nó kịp, được chưa, theo dõi like để kịp, được chưa? Chứ nếu bạn không có đề trước ấy, đúng không, thầy bảo là bây giờ chưa câu 7, câu 8 thì khi bạn chẳng biết câu 7, câu 8 là câu nào, nhưng khi thầy gần chưa mở hết, đúng không, đấy thì là sao bạn biết câu 7 dưới đề thế nào, câu 8 dưới đề thế nào, đúng không nha, bạn theo dõi like là kịp. Và cuối cùng là gì, để bạn thu nhận được kiến thức, được chưa? Đấy, trong lúc thầy chữa ấy, trong lúc thầy la ấy, thì các bạn ghi lại những cái gì mà thầy chú ý, được chưa? Ghi lại những chú ý, đúng không? Ghi lại những chú ý, chứ không phải là để nguyên tờ giấy trắng chỉ có mỗi đáp án đâu, các bạn ghi vào đấy. Cái từ bài tập của ai mà càng chằng chịt chữ chứng tỏ người nào thì càng có sự nghiêm túc trong học tập, đúng không? Bạn ghi chép đầy đủ, bạn ghi những cái chú ý, bạn ghi những cái mẹo, bạn ghi công thức, đúng không? Chứ không phải là một tờ giấy đưa làm xong là làm chỉ có mỗi mấy cái dấu mực của khoanh đáp án, không phải. Trong cái đề của bạn nó phải có những chú ý này, phải có những cái gọi là ticker này, đúng không, phải có những cái nốt này, đúng không, phải có những cái mẹo, hoặc là có những cái như kiểu là liên tưởng kiến thức, đúng không? Ví dụ như cái phần bài về tính cấu trúc và chức năng ADN, đúng không? Thầy các bạn bảo câu hỏi chỉ hỏi về tính số nu thôi. Thì từ số nu các bạn suy ra được chiều dài không? Được, đúng không? Bạn suy ra khối lượng không? Được, đúng không? Bạn suy ra được liên kết hóa trị không? Được, đúng không? Bạn suy ra được liên kết hydro không? Có thể, nếu có tỷ lệ nu, đúng không? Đó, đấy là liên tưởng. Được chưa? Bạn hãy ghi chép vào những cái nốt lại những cái đấy. Bạn hiểu không? Chứ không phải là bạn có mỗi đáp án, mỗi đáp án thì đơn giản quá, đúng không? Nha, ok, đấy là về phần tài liệu phải in trước không? Chắc chắn là phải in, được chưa? Mà thầy đã luôn post nhá, luôn post, hiện tại là free, thế nên thầy chỉ post trước live một ngày thôi. Có nghĩa là gì? Nếu mà tối live, được chưa? Thì sáng thầy sẽ post. Còn mà sau này khóa VIP, giờ nếu mà khóa VIP thầy sẽ post luôn cho các bạn, post theo chương nha, post luôn cả chương luôn đi, được chưa? Còn nếu như cần bổ sung gì thì thầy sẽ bổ sung sau, nếu bổ sung gì ấy, thì sẽ bổ sung theo ngày, được chưa? Ví dụ thầy cần bổ sung các bài tập này thầy sẽ post theo ngày, còn khóa VIP thì sẽ post theo chương luôn, thì các bạn in luôn thành một quyển hay một tệp nhá, được chưa? Tài liệu thì sẵn rồi mà, có vẻ thì không có đâu, nhưng mà hiện tại free thì không thể post lên để mất quyền lợi của các bạn đăng ký khóa VIP của thầy, nhưng có những bạn đăng ký khóa VIP rồi thì bây giờ lại post thế thì mất quyền lợi của các bạn, đúng không? Mà thầy rất muốn, nhưng mà chúng ta chỉ có một cái giới hạn nhất định thôi nhá, các bạn thông cảm, yên tâm là các bạn là theo dõi live của thầy thì thầy nghĩ là các bạn vẫn có thể kiếm được điểm số cao nếu mà thực sự chăm chỉ. Ok, đấy là về tài liệu nhá. Nào, xem bạn like có hỏi gì không nhỉ?
Em muốn thi đa khoa Hà Nội mà điểm y Hà Nội cao quá. Ngoài y đa khoa, thầy nghĩ nên theo ngành nào sẽ có cơ hội việc làm? Ok bạn Thanh Vân nha, thì cái chỗ này liên quan đến cái phần cách học môn sinh hiệu quả và các trường đại học tốt nhất, thì thầy sẽ chia sẻ chung cho một câu luôn nhé. Thôi thì nghĩ sao về giữa ngành giáo và ngành y ạ? Ok bạn Đặng Giáp ơi, Đặng Giáp hỏi lên bài tập, hỏi những câu hỏi liên quan bài tập thì inbox page nha, inbox cho thầy và inbox page đi để thầy tính toán, thầy gửi cho bạn đáp Thầy án cũng nhá, đủ chứ giờ hot lên đây thì trả lời nó khó lắm. Đây là chia sẻ chủ yếu thôi mà, bây giờ là làm bài tập trên này thì nghe nó không hợp lý lắm. Gì chứ mấy cái đề mấy bởi rất là tốt gì thì chứ cái mấy việc cái học đề thì mấy cũng bữa dễ đúng này không? nó nhiều chữ đến độ em Nhất phải là photo giờ cao tờ này. mới mà viết lại thầy. Ok Hoàng Anh, thế nào Hoàng Anh rất là tích cực Cái và nghiêm việc túc học đấy, hành thì thế cũng nghĩ Hoàng dễ Anh sẽ đúng không? chắc chắn là sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay. Đúng rồi. Tính thực chiến luôn rồi phải không thầy? Ôi đúng Thì rồi Phú là Thiên ơi, full một phần thôi Phú mà. Thiên ơi, tính tất cả full đấy, full là 1,2 triệu Phú Thiên nhé. Ok Phú Thiên nha, lát thầy sẽ inbox riêng cho bạn Phú Thiên thêm được chưa? Đây, mở riêng bạn Phú Thiên, lát thầy sẽ tư vấn thêm cho bạn nhé, để bạn hiểu hơn về khoa học. Em đang nghĩ về câu hỏi, ok nào nghĩ gì thì comment luôn nhá. Chữ đang để vào Ok cái nào, này đấy là thì về nó về lại về còn về hơi về dữ. về khóa viết nhá. Bây giờ này, Còn mà khác chúng ta tiếp tục một câu hỏi về trường tiểu học thì về học y hay học cái gì đúng không? Học đó, y thì học trường nào tốt nhất cái nhá. này nó là một phần Học hai y hay học cái gì? thì Nào, mình sẽ bạn kéo Hoàng Anh vừa hỏi thầy phần học sư phạm đúng không? kéo xuống móc lên. Học y. Đúng không? Học y. Thì một Ra học phần trường gì đúng không? Trường nào là tốt nhất? Ok, trường nào? Thì thầy tư vấn cho các bạn này. Trường nào thì nó phụ thuộc vào các yếu tố, thứ nhất là địa lý. Hôm qua các bạn nhắn tin thầy bảo là em mục tiêu thi vào y Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch thầy biết là ở trong Nam đúng không? Là trường top 2 sau trường Y Hà Nội thôi. Thực ra top 2, top 1 thì nó không thể so sánh một cách nó theo chủ quan được, mà phải rất nhiều yếu tố vào đúng không? Đấy, rồi nhưng mà nói chung là Y Phạm Ngọc Thạch và Y Hà Nội là 19 10 đi. Đúng không? Thế thì nếu như bạn bạn đấy là bạn là em muốn thi vào Phạm Ngọc Thạch, muốn thi vào Phạm Ngọc Thạch. Y Phạm Ngọc Thạch đúng không? Thế thì hỏi bạn ấy ở đâu? Thế bạn ấy bảo em ở Hà Nội. Ở Hà Nội bay vào đây, đây trong Nam đúng không? Trong Nam. Miền Nam. Ở Hà Nội bay vào miền Nam để học. Vì em sợ sợ là không đỗ Hà Nội. Không đỗ Y Hà Nội. Đấy, sợ không đỗ được, không đỗ được Y Hà Nội mà mục tiêu vào Y Phạm Thạch, bởi vì Y Phạm Thạch điểm thấp hơn một chút. Đúng rồi. Nhưng từ Hà Nội mà bay vào Nam để học ấy thì tất nhiên là không nên nha, tất nhiên không nên. Địa lý là một cái yếu tố khá là quan trọng, thành nghĩ như vậy, bởi vì ngoài Y Hà Nội ở ngoài Bắc các bạn còn có gì nữa? Y Thái Bình đúng không? Rồi Y gì? Thái Nguyên. Rồi, Y Hải Phòng nữa. Y này đúng không? Cũng cũng tuy nhiên chất lượng này không thể là thể nào number one được rồi, nhưng mà nghĩ các bạn cũng có Không phải thể cái lựa nó chọn này, được. Còn nó mở y rộng ra một các chút bạn ở thôi trong miền mà. Nam hoặc y miền Trung có thể y Huế đúng không? Đấy, rồi y Đà Nẵng rất nhiều các trường, thì các bạn ở đâu thì học gần đấy nha, ở đâu thì học học gần ở mình, ở chỗ mình, được chưa? Gần chỗ mình. Và cái quan trọng này, cái quan trọng mà thầy luôn luôn nhắc các bạn, cái này các bạn phải ghi vào, phải nhớ nhớ mãi này. Đó gì? Học ở đâu không quan trọng bằng bạn học ở đó như thế nào. Nhá, học ở đâu Chị Huyền ơi, không chúng quan trọng bằng việc ta bạn kéo học ở vào đấy trong như cái thế nào lớp nhá. nhá. Các trường này không phải là các trường không có tên tuổi, đều có thâm niên, đều có lịch sử xây dựng, đều có đội ngũ giảng giảng viên. Các bạn đừng tưởng vào làm giảng viên là dễ nhé, bạn đừng tưởng làm giảng viên mấy trường Y hay Thái Nguyên, Hà Phòng là dễ nhé. Ở cái lớp Người tốt ta có cũng cho gọi là bài toàn tập những người đấy. đỉnh đấy, các bạn vào học vậy nhá. Nên các bạn gì, đừng 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 bảo là học ở đây là không tốt, quan trọng là các bạn học như thế nào.
Các bạn có cầu tiến không? Cái nick đấy là cái nick được chưa? Chưa xóa. Các bạn có cầu tiến không? Các bạn có chăm chỉ không? Được chưa? Các bạn có nghị lực không? Hay là vậy Hà Nội rồi thì suốt ngày chơi game ăn ngủ nghỉ. Đó, vâng, thi lại 10 môn, 10 môn thì 8 môn thi lại. Học không học, chơi thì chính. Chơi là nhiều, đó, chỉnh mạng. Thế là học Y Hà Nội không bằng một bạn Y học Y Thái Bình nhá. Học Y Hà Nội không bằng Y. Nếu mà chơi bời không bằng bạn học Y Thái Bình mà Y Thái Nguyên. Chờ, ra trường ấy thì cái tấm bằng ấy, ra trường nhá, cái tấm bằng Y Hà Nội, Y Thái Bình, Y Thái Nguyên nó không có quá nhiều giá trị. Bằng việc bạn làm được cái gì. Bằng cái bằng ấy nó không có nhiều giá trị bằng việc bạn làm được gì, hiểu chưa nhá. Các bạn cứ thử top 1, top 2, một trong top 10 đi, top 10 của trường Y đi nhá, nhá top 10 đi đấy nhá. Thế thì thấy như là không phải đến lượt các bạn ra trường xin việc đâu, mà các bệnh viện nó là có những đặt chỗ, đặt hàng sinh viên ấy, đặt hàng những người top đầu ấy, ra trường họ nhấc đến viện người ta làm luôn chứ không phải bạn xin việc đâu nha. Đấy thì luôn nhắc các bạn là học ở đâu không quan trọng, bạn ở để học như thế nào, bạn học Y Thái Bình cũng được, không phải hổ thẹn, không phải xấu hổ khi không được học Y Hà Nội. Đương nhiên là học các trường cao thì cái cơ sở vật chất nó tốt hơn, đúng không, rồi địa lý nó gần thủ đô, nó sẽ có cạnh tranh, rồi nhiều yếu tố tác động vào nó sẽ làm cho con người bạn nó già dặn hơn, rồi nó nhiều kinh nghiệm hơn. Đấy là điều đúng. Tuy nhiên nhưng không phải đấy là tất cả nha. Các bạn học ở Y Thái Bình cũng được nha, nhưng mà học tốt và chăm chỉ và kiên trì và có tính cầu tiến thì thầy đảm bảo rằng bạn cũng không thua kém ai cả các bạn nha. Không phải cứ về Y Hà Nội đâu. Rồi các bạn nghĩ là mình không thi được Y Hà Nội rồi tiếc nuối rồi chán nản. Không, các bạn đi về thi vào Y Thái Bình cũng được nhá. Nghĩa là các bạn học ở đấy, nó thực sự là học là chăm chỉ nhá. Khi ra trường ấy, cái bằng các bạn chỉ gọi là cái vé để bước qua cái vòng gửi xe. Nhưng khi các bạn làm được việc thì thầy nghĩ là cái bằng nó không có giá trị nữa. Người ta không có xem bằng đâu, chứ không phải chuẩn bị đến bàn mổ này. Thầy học ở bác học ở trường nào ra đấy, nuôi không quan trọng là anh có mổ được không, có mổ được không, không mổ được thì cả y gì cũng ra ngoài hết nhá, được chưa. Nên các bạn cố gắng, nhưng vẫn phải cố gắng để vào được top 1, được chưa. Cố gắng vào top 1 là tốt nhất, thôi, được chưa. Không nghĩ là cái này không tốt nhá, không nghĩ Thái Bình không tốt nhá. Rồi bạn không thi được y Phạm Văn Thạch thì bạn vào Huế học cũng được, đúng không? Và Đà Nẵng học cũng được, sao đâu, đúng không? Miễn là gì? Miễn là các bạn trở thành người tốt nhất, hiểu chưa? Bạn hiểu như thế nào nhỉ? Các bạn trở thành người tốt nhất trong cái trường đấy. Hiểu vấn đề không nhỉ? Các bạn trở thành người tốt nhất trong cái trường đấy các bạn nhá, thấy chưa? Thà là một người đứng đầu trong cái nhóm người, gọi là khá tốt đi, còn hơn là một người bình thường, đúng không? Bình thường cho những người tốt đó, các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn nhá. Ra trường thì thường nó sẽ hỏi các bạn làm được cái gì nhá, chứ không phải là xem cái bằng các bạn đâu. Các bạn dơ cái bằng học viện quân y mà dơ cái bằng Y Hà Nội ra nhưng mà tiêm chả biết tiêm thì người ta không cần đâu, thà người ta lấy một thằng Y Thái Nguyên biết tiêm biết mổ vẫn hơn nhá, thấy chưa. Nói chung là quan trọng là bạn học được cái gì, học như thế nào và trở thành ai ở trường đấy nhá, trở thành ai trong trường đấy, được chưa. Nhưng các bạn mà thi không đỗ được vào Y Thái Hà Nội ấy, đừng buồn quá nhá. Thầy nghĩ sao về ngành công nghệ thông tin? Em thấy nhiều bạn lớp em muốn theo ngành này. À, bạn Hoàng Anh hỏi về công nghệ thông tin này là việc của A đúng không? Và vừa hỏi thầy là gì? Chưa biết phân vân Y hay sư phạm đúng không? Ok. Giỏi anh mà không học công nghệ thông tin. Không em ơi, không phải cứ phải là ta bởi vì các bạn bây giờ ấy thường là định hướng theo khối. Định hướng ngành học theo khối chứ không phải định hướng theo đam mê của mình, đúng không?
định hướng ngành học theo khối. Các bạn định hướng theo khối chứ không phải là theo đam mê. Thì thấy các bạn đa phần là định hướng theo khối. Cứ là khối A này có những ngành gì đó, xong loạt các khối đấy, loạt các ngành đấy, rồi mình chọn một ngành, đúng không? Và theo cái khối đấy, chứ không phải bạn liệt kê ra, chứ không phải bạn liệt kê, mà liệt kê cái ngành mà mình yêu thích đó. Xong từ cái ngành yêu thích này mình chọn, đấy, chọn trường nha. Các bạn đang bị nhầm một chỗ là gì? Các bạn liệt chọn ngành theo khối chứ không phải chọn ngành theo ngành yêu thích đó. Các bạn không đam, không chọn theo đam mê. Ui Hoàng Anh thì 8.IELTS quá, ui đỉnh thế, ui 8.IELTS được đấy, được đấy Hoàng Anh ạ. À, thầy nể đấy, rất là nể luôn. Bạn nào được 6.5 là thầy đã nể rồi, 8 là đỉnh luôn đấy Hoàng Anh ạ. À, và anh có IELTS rất là lợi nhá, các bạn được miễn thi tiếng Anh này rồi mà không cần, đúng không? Bạn 8 thì quá là đỉnh rồi, miễn hay không đấy không phải là vấn đề. Mà các bạn được, có những trường sẽ được xét tuyển thẳng đấy Hoàng Anh ạ. À, hình như Y Hà Nội là được tuyển thẳng vào nhỉ, năm nay được tuyển thẳng luôn nhỉ, thầy không đọc kỹ lắm, nhưng mà bạn có chỉ tiêu IELTS là được tuyển thẳng hay sao á, được tuyển thẳng mà phải đảm bảo là 3 năm học bạ là phải giỏi, 3 năm học bạ giỏi và IELTS 8 là được, không nhầm được tuyển thẳng, thầy không nhớ không nhầm được tuyển thẳng đó. Em học Y để nối nghề truyền thống bác sĩ, thạc sĩ nội trú, ok Đằng Giáp nha, rất tốt đấy bạn, nhà đã có nền móng rồi mình thi rất là ok nha. Vì có những người có bố mẹ rồi, có gia đình làm nền tảng rồi, đúng không, thì sẽ có những kinh nghiệm chia sẻ cho bạn và bạn sẽ đi theo con đường nó sẽ thuận tiện hơn, chưa? Thuận tiện hơn và tốt hơn. Ok nhá, đấy là về định hướng này. À, về chọn y học y ở đâu, đúng không, học trường nào, đúng không nha, thầy nhắc lại bạn thế, ở đâu không quan trọng học thế nào và bạn sẽ trở thành ai cái trường đấy. À, những ưu tiên cái trường top 1, được chưa? Ưu tiên các trường top 1, đúng không? Mục tiêu mình nó phải vào trường top 1 thì nó sẽ có nhiều điều kiện cơ sở vật chất đó và các thứ nó sẽ tốt hơn nha. À, ok, đó là về trường nào nhá. Hai là gì nhỉ, nhất là về trường nào rồi, thứ hai là cái gì nhỉ, về y nhỉ. À, ngành y nó có quan trọng không, các ngành mà quan trọng với xã hội. Một là ngành giáo dục, y tế là hai ngành mà không bao giờ nhé mất và lỗi thời các bạn nhé. Vì giáo dục không thầy đố mày làm lên, đúng không? Các bạn muốn đi thi gì đi nữa, muốn học cái ngành gì nữa thì bạn cũng phải đi học. Nên giáo dục không bao giờ mất mà không bao giờ lỗi thời. Chỉ có thể là gì, cơ chế nó hơi thấp một chút so với những bạn nào mà thi công chức và cơ hội việc làm thấp hơn, bởi vì là giờ rất nhiều trường đào tạo sư phạm. Nhưng các bạn nên nhớ này, TV luôn nói là thất nghiệp rất nhiều, đúng không? Thất nghiệp rất nhiều, đúng không? Mấy trăm nghìn cử nhân rồi các thứ. Nhưng các bạn có để ý không? Nhưng năm nào cũng tuyển mà tuyển ít không? Mà tuyển là ít không các bạn? Có ít không? Không hề ít. Năm nào cũng tuyển vài nghìn người ở cái thành phố của thầy rồi nhá, ở Hà Nội ấy, là cái huyện của thầy đã tuyển đến vài nghìn người giáo viên rồi. Giáo dục không bao giờ thất nghiệp. Thất nghiệp người gì? Người không làm được việc thôi các bạn nha. Thầy mới ra trường, những anh chị đi trước ra trường trước 3 năm rồi, bây giờ vẫn thất nghiệp. Có phải ra trường là sẽ được nhận làm luôn đâu, trừ ngành công an, quân đội thì là được nhận làm luôn, đúng không? Có ngành khác nha, phải thể hiện năng lực. Thế nên các bạn phải là gì, thầy bảo rồi đấy, bằng không giá trị, bằng việc bạn làm được cái gì nhá. Bạn ra trường trước vài năm nhưng mà không làm được việc thì cũng thất nghiệp bình thường thôi. Bạn hiểu vấn đề không nhá, bạn hiểu vấn đề không đó. Thế là gì, năm nào thất nghiệp nhưng mà đang làm vẫn tuyển, chứng tỏ là gì, họ thiếu người làm được việc, còn thừa những người không làm được việc các bạn nhá. Thế nên các bạn học giáo dục hay y tế thì đương nhiên là không bao giờ đâu nhá, cái này không bao giờ lỗi thời các bạn nhá.
học cái gì cũng được. Đấy chưa? Y tế, liên quan y tế là không bao giờ lỗ thời cả. Đặc biệt là trong đại dịch Covid này đúng không? Bác sĩ y tá thiếu tràn lan đúng không? Rồi phải điều động từ tỉnh này sang tỉnh khác để hỗ trợ. Các bạn thấy không? Rất thiếu, không phải thừa hay là gì đâu. Đó, đương nhiên là gì? Để đảm bảo là không bị bão hòa và không bị lạm phát thì mỗi năm nó chỉ tuyển một số lượng nhất định. Thế nên nó có sự cạnh tranh và có sự chọi. Bạn hiểu không? Có sự chọi vì một chọn bao nhiêu đó, thế điểm số rất là cao. Điểm số cao đúng không? Vì ra trường lương nó cao. Thế nên nhiều người vào thì cạnh tranh lớn dẫn đến là gì? Điểm sẽ cao lên thôi. Còn sư phạm bây giờ thì sao? Thất nghiệp nhiều đúng không? Rồi không ai vào. Không ai học, không ai học thì điểm nó thấp. Thế thôi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Hỗ trợ giáo viên nhé. Giáo viên đang được này. Sinh viên đấy. Sinh viên, đúng hơn là sinh viên sư phạm đã được hỗ trợ là 3,63 triệu một tháng. Học phí thì gì? Học phí thì free. Thời gian này ta nói một lần rồi đúng không? Sinh viên sư phạm nhá, đang được hỗ trợ là gì? 3,63 triệu một tháng. Bắt đầu từ năm nay, bắt đầu từ năm 2021 nhá. 2022 nghĩa là bắt đầu năm nay đấy, là 3,63 triệu một tháng và học phí được free rồi. Mà các bạn cộng học bổng, học bổng thì các bạn sẽ có gửi tiền về nhà luôn đấy các bạn. Gửi tiền về nhà luôn đấy. Đi học có tiền gửi về nhà đấy, không phải là đi học mất tiền nữa đâu. Xin biết sư bạn đấy. Học giáo đảng giáp này, học giáo viên cũng có người định hướng hết rồi. Em học y hay giáo đều có người truyền đạt kiến thức. Ok, thế tốt quá Giáp ơi. Mình có nhiều cơ hội, thế thì mình cố gắng nhá, cố gắng để đạt, để thi được. Có rằng là em thôi, em thích học y, học giáo viên, đúng không? Đó, nhá, nên là rồi lại phụ thuộc vào em là chính. Sư phạm còn đầu chưa phí không thầy? Có em ơi, à ông Hồ Hoài đúng rồi. Giáo sư phạm bây giờ được hỗ trợ 3,63 nhá. Đó. Em giỏi mỗi có Anh, Hóa với mấy môn xã hội, à mấy môn tự nhiên em học. Ô em thầy thầy Hoàng Anh làm bài tập sinh thầy khá là tốt mà trả lời rất là nhanh và trả lời toàn câu trả lời đúng thôi, đúng không? Thế nên thầy nghĩ Hoàng Anh học tốt đấy, và Hoàng Anh được có một lợi thế rất lớn là tại IELTS đang 8 chấm rồi. Thế thì Hoàng Anh mà theo được ngành y ấy, theo ngành y mà sau này cố gắng vào y Hà Nội và xin học bổng đi du học ấy thì thầy nghĩ là còn phát triển nữa đấy Hoàng Anh ạ. Hoàng Anh có lợi thế rất là tốt đấy, có nền tảng khá là tốt. Ok, đấy, đấy là trả lời câu hỏi. Giáo dục và y tế có bao giờ lỗ thời không? Thầy trả lời không bao giờ lỗ thời nhé. Không bao giờ lỗ thời hai ngành này. Đây là hai ngành không bao giờ lỗ thời, các bạn nhớ chưa? Đã, không bao giờ mất, mà không bao giờ lỗ thời luôn. Vì liên quan đến giáo dục và sức khỏe mà, làm sao mà mất được? Con người vẫn sống, vẫn còn thở thì vẫn phải cần y tế. Mà con người càng ngày càng phát triển đúng không? Càng ngày càng phát triển thì phải học. Học vòng nữa, học mãi hay gì nữa. Giáo dục làm sao mà mất được. Nha, và đừng nói thất nghiệp. Hãy là người tốt nhất. Được chưa? Hãy là người tốt nhất trong trường đấy. Và hãy làm được việc hơn là các bạn cầm cái bằng. Hiểu vấn đề không? Nha. Ok, đấy là để trả lời các bạn về học trường y, học trường nào đúng không? Và học y thì học y và sư phạm thì càng tốt hơn đúng không? Cái nào cũng được các bạn nha. Được chưa? Và sư phạm thì sắp tới điểm sẽ tăng đấy nha. Sư phạm điểm sẽ tăng. Điểm sẽ tăng. Tăng đúng những gì các năm trước nha, đúng theo những gì các năm trước thời của thầy của bố thầy của các chú thầy ấy, điểm cao lắm, 27-28 điểm vào được ấy. Điểm nó thì tương đương với điểm của y ấy, các bạn ạ, không hề thấp đâu. Mà ngày xưa học sư phạm toán toàn 26-27 điểm mới vào được thôi, mà hiểu vấn đề không? Đấy, hóa tầm 25 điểm, kể sinh các bạn cũng tầm 25 điểm mới vào được. Đấy, chứ không phải là các bạn thi được 20 thì 19 như báo đài nói bây giờ, tại vì là không có học sinh vào nên điểm thấp thôi. Bây giờ các bạn cạnh tranh cao xem nào, điểm lại cao ngay thôi mà. Đúng không? Bút hết mực rồi sao nhỉ? À hết mực rồi, đổ bút ra. Các bạn nhá. Được chưa? Ok, là câu hỏi tiếp theo nào. Ok nào, vấn đề câu hỏi tiếp theo nha. Đây là về y, học y gì rồi đúng không? À cấu trúc môn sinh. À cấu trúc môn sinh à?
Nào, cấu trúc môn sinh học thì học thế nào đúng không? Cấu trúc môn sinh học thì các bạn ở cái đề thi thử năm nay, ở cái đề minh họa năm nay ấy, thì chúng ta cũng có lớp 11 là có cái chương 1 là chương chuyển hóa vật chất và năng lượng. Thầy đã dạy các bạn rồi, đúng không? Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Ta có 3 buổi la rồi. Đúng không? Thầy bạn nào mà xem thầy 3 buổi la tổng hợp đấy, thầy nghĩ là còn ôn luôn cả toàn bộ chương ấy, chứ chả cần phải đi học lại lớp 11 làm gì đâu. Đúng không? Xem 3 buổi la đấy đã quá đủ rồi. Đó. 3 buổi la của thầy là quá đủ rồi. Quá đủ kiến thức rồi. Đúng không? Phân tích từng câu một, phân tích từng kiến thức liên quan đến câu một, rồi mở rộng kiến thức ra, đúng không? Đấy, có những câu nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần, đúng không? Về cái phần hô hấp nữa, về liên quan đến phổi, trao đổi khí ở phổi chẳng hạn, đúng không? Thì nhắc đi nhắc lại phải đến chục lần, đúng không các bạn? Đó. Đấy là phần phương pháp liên tưởng đấy. Khi các bạn nào mà làm học thầy đủ lâu thì các bạn sẽ tự cảm nhận thấy nha. Đấy, ở lớp 12 thì sao? Lớp 12 thì con có 9 chương đúng không? Và phần lớp 11 này này, vừa rồi là có 4 câu thôi các bạn nhé. 4/40 câu. Được chưa? 4/40 câu. Đấy, thế thì nghĩa là 10%. Đó, 10%. Được chưa? Còn lại là gì? 9 chương. Thì trong đó cái chương di truyền học. Chương di truyền học. Thầy nhớ không nhầm thì là nó khoảng 24 câu. Chỉ đến 24 câu. Đó. Còn cái chương gì? Sinh thái học và tiến hóa thì là 6 câu thôi các bạn. Có thể là 24 hay 20 thì không nhớ kỹ lắm, nhưng nó sẽ nghĩa đa phần là của di truyền học các bạn nha. Còn tiến hóa và sinh thái nó cũng ít thôi. Đấy, nhưng học phần này rất là nhanh, phần này rất là nhanh và học phần này rất là hay nhá. Đó, đó là về cấu trúc môn sinh. Nói chung là các bạn thì học đi nhá. Bạn nào muốn 9 cộng, muốn 9 cộng thì đừng chờ nhé, học luôn ngay thầy cả, hiểu chưa? Vì thầy dạy rất bài bản rồi, thầy dạy rất bài bản nên bạn muốn học nhé, kể các bạn mất gốc, mất gốc này, mất lá này, mất cành này, đấy, mất tất, mất cả thân luôn đi. Nhé, bạn chỉ cần gì, bạn chỉ làm một hạt mầm, các bạn học thầy nhá, học luôn mà ngay, thầy cung cấp đầy đủ một cách bài bản, bạn nhớ nhá, bài bản luôn đấy, từ lớp 10 đến lớp 12 chứ không phải kiến thức mỗi lớp 12 các bạn nhé. Thế ơi, nếu mà muốn học ngôn ngữ Anh thì có cách nào để mình dạy không ạ? Cái này bạn em hỏi à thầy, học ngôn ngữ thì em học ngôn ngữ thì các học về sư phạm cũng được, sư phạm ngôn ngữ, sư phạm Anh, sư phạm Nhật đúng không? Đó, bạn đấy, bạn mà thường các bạn dùng Anh đúng không? Đó, thì bạn học sư phạm tiếng Anh, thì khi bạn có bằng sư phạm nha, thì các bạn mới đi dạy được, đi dạy chính quy, một cách chính quy. Được chưa? Còn các bạn mà kinh doanh kiểu là thuê người khác về dạy cũng được. Còn nếu như bạn muốn đi dạy thì bạn phải học sư phạm. Thì các bạn học trường gì? Đại học gì à? Trường đào ngoại ngữ. Đúng không? Trường đại học ngoại ngữ là trực thuộc sư phạm nhá, thì các bạn sẽ có bằng sư phạm. Được chưa? Còn bạn học đại học Hà Nội cũng được. Nhưng mà Hà Nội hình như là không phải là sư phạm đâu. Thì hình như nữa nhá. Thầy các bạn tìm hiểu kỹ cho thầy nha, về phần ngôn ngữ thầy cũng không rõ lắm. Nhưng đại học Hà Nội hình như là không phải là sư phạm. Mà không biết là có bằng sư phạm không. Được chưa? Nhá. Đấy, các bạn muốn đi thì học sư phạm thôi. Nhá, học sư phạm thì các bạn học gì? Đại học Quốc gia Hà Nội. Đúng không? Rồi các bạn học gì? Sư phạm 1, rồi sư phạm 2. Đó. Các bạn học mấy trường đại học này. Đúng không? Trường tốt. Đấy, hoặc là đại học Thành phố Hồ Chí Minh, nếu bạn nào ở trong Nam thì học đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Đó. Đa số sư phạm ra dạy hợp đồng. Hợp đồng sao đâu em? Đằng giáp, hợp đồng sao đâu? Quan trọng là gì? Quan trọng em làm được việc không? Em cứ sợ mất việc thì chứng tỏ là mình thiếu tự tin vào năng lực của mình. Sao cứ phải, nếu mà em muốn không bị mất hợp đồng thì em vào biên chức nhá, vào biên chức. Vào biên chức thì sống ở quê thì được.
Ở quê có vùng cao thì ok. Vùng cao thì ok. Còn nếu mà ở Hà Nội thì sao? Làm sao mà sống được? Lương 4-5 triệu làm sao mà sống nổi? Nha, vị trí ở quê thì ok, vùng cao ok. Hà Nội không sống được. Thầy đang giải hợp đồng lương gấp đôi viên chức còn trả sống còn chật vật nó gì đến lương viên chức ở Hà Nội đúng không? Nãy mà thầy cũng chả sợ mất việc, thầy nghĩ là mình làm được việc, thầy tin là mình làm được việc. Thế nên nhà trường không có lý do gì mà không ký hợp đồng tiếp cả, bạn hiểu không? Chứ đừng lo mất việc, quan trọng bạn làm được việc không, bạn bỏ tư duy là sớm mất việc đi, bạn hãy suy nghĩ rằng làm nào để mình làm tốt nhất công việc của mình, làm tốt hơn nữa và tốt hơn nữa từng ngày tốt hơn nhá. Chứ đừng có nghĩ rằng là sợ mất việc, sợ ra trường không xin được việc. Tại sao bạn phải sợ nhỉ? Tại sao bạn phải sợ đi xin việc nhỉ? Mà không, bạn đặt ngược lại câu hỏi là việc phải xin mình chứ. Các công ty sẽ đến trường để đặt, có cái gọi là cái đặt hàng sinh viên ấy. Không phải là những người đi làm rồi người ta mới làm được việc đâu. Các bạn sinh viên mới ra trường hoàn toàn làm được việc, những người mới, những người đang đi làm, hoặc thậm chí người làm lâu năm mà chưa làm những việc như bạn, được những cái việc mà bạn sinh viên mới ra trường làm được đâu. Các bạn được tiếp cận với công nghệ hiện đại này, càng ngày càng được gọi là cập nhật kiến thức này, mà tốt hơn rất nhiều những người hiện tại đang làm lâu năm, có tuổi rồi, người ta ngại học hỏi, ngại thay đổi, ngại tiếp cận cái kiến thức mới các bạn nhá. Các bạn trẻ mới gọi là cái mà có lợi ưu thế nhiều. Thì công chức chắc cú, thầy thì không bao giờ thầy nghĩ như thế nhá. Thì công chức chắc cú được, nhưng mà bạn thì bạn thì sống thế thôi đúng không? Sống cuộc đời của một người viên chức nhá. Ok à, đó nào, bây giờ đây xong phần gì nhỉ, cấu trúc một sinh xong rồi nhá. Nào đến câu hỏi tiếp theo nào. Cho em hỏi mạch mới thì luôn có chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy hay sao ạ? À? Ôi trời ơi, cái câu này thì bạn đấy, cái tội mà không học bài bản, không học ngay từ góc từ ban đầu ấy. Nay hỏi thầy câu này đây này. Các bạn hỏi này, cho em hỏi mạch mới thì có chiều 5 phẩy đến 3 phẩy ạ? À? Ôi trời ơi, câu này thì các bạn trả lời giúp thầy cái, bạn nào đang xem livestream trả lời giúp thầy cái, mạch mới thì có chiều từ mấy phẩy đến mấy phẩy nhỉ? À? Các bạn đấy là tội các bạn không xem live đầy đủ đấy, không học bài bản đấy, không học ngay từ đầu đấy, nó thế đấy. Đúng không? Nào các bạn học sinh thầy đồ trả lời xem mạch mới có chiều từ mấy phẩy mấy phẩy. Cái này thì nói đi nói lại đến cả chục lần đấy nhỉ, về và phần ADN từ phần nhân đôi đúng không, nhắc đi nhắc lại nhiều quá rồi, lưu ý quá nhiều lần rồi, trước đề cũng nhắc lại đúng không? Ok, đấy là một bạn hỏi nha. Một bạn tiếp theo này, thầy ơi, tính số nu thế chi bằng tính giúp em ở đây có bao nhiêu bạn nam giỏi hóa cho em xin một bạn về làm người yêu. Ok, vấn đề này thầy sẽ chia sẻ các bạn về liên quan đến phần tình yêu nhá, làm sao để hạ gục crush được chưa. Các trường khối liên quan đến sinh học à, đây một bạn hỏi này, thầy cho em biết về ngoài y học em còn học được cái gì nữa. Ok, ok, nào ngoài y ra bạn học cái gì nữa đúng không? Ngoài y ra, ngoài y thì học cái gì nữa? Ngoài y thì các bạn cần học nhất là về sư phạm này, y tế và giáo dục đúng không? Công nghệ sinh học đó, rồi công nghệ thực phẩm nó sẽ ít ngành hơn một chút so với các khối A đúng không? Rồi gì, nông nghiệp rất tốt đấy chứ, nhưng mà nông nghiệp mà không ra tiền nhá, vất vả hơn một chút thôi, vất ra tiền nó, đừng có chê nông nghiệp nha, bạn nào mà chê nông nghiệp là nhầm đấy. Bây giờ nông nghiệp công nghệ cao á, bạn biết không, 50k quả cam, bạn hiểu không, 200k 1kg nho nha bạn nha, các bạn nhá, một ngày làm ấy của người thu nhập trung bình Việt Nam bây giờ đấy các bạn ạ, một cân thôi đó, các bạn trồng một toàn thu hoạch một tấn một tạ, bạn tính ra tiền chưa? Một tấn bạn biết là bao nhiêu chưa? Một tấn nhá, biết là bao nhiêu chưa?
mà bạn thu được gì? Vài chục tấn nhá. Hiểu vấn đề không? Chứ không phải là nông nghiệp mà không ra tiền đâu nhá. Nông nghiệp công nghệ cao ấy, nông nghiệp công nghệ cao bây giờ cực kỳ là rất cần, được chưa? Ok, sư phạm thì đương nhiên rồi, không bao giờ thất nghiệp, không bao giờ thất nghiệp, không bao giờ mất ngành này cả. Các bạn làm được việc, các bạn đi dạy được, bạn làm được cái công việc khác ở trong trường thì đảm bảo là người ta cần bạn chứ không phải bạn cần người ta. Bạn vào khác người ta chốt luôn hợp đồng 5 năm luôn, các bạn trói buộc luôn trong trường rồi. Tuy nhiên bạn thể phá hợp đồng nhưng mà thường là họ sẽ giữ, trường sẽ có cách để giữ bạn lại nhá, khi bạn đã làm được việc. Đừng lo thất nghiệp sư phạm nhá, bạn nào mà đang bảo sư phạm thất nghiệp ấy, thì bạn ý bỏ ngay ý nghĩ đi nhá. Và y là tốt nhất rồi, đương nhiên trong ngành khối B thì y tốt nhất, y là number one rồi, tiền nhiều đúng không, nhưng mà sẽ bù lại rất cực kỳ vất vả. Bạn học 6 năm đúng không, rồi mấy năm nội trú nữa đúng không, đấy, 3 năm nội trú gì, nói chung là khoảng 30 tuổi bạn mới đi kiếm tiền được nhá. Nhưng mà bạn chỉ kiếm 1-2 năm là bằng anh sư phạm dạy đến cả chục năm rồi. Hiểu vấn đề không? Nhá. Công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học có nghĩa là gì? Là các ngành liên quan đến công nghệ phân tử, công nghệ tế bào, đấy, công nghệ gen. Rồi, những cái liên quan đến con người hoặc là những cái liên quan đến sinh học mà sử dụng công nghệ trong đó. Ví dụ các bạn nuôi đông trùng hạ thảo. Này, bạn biết đông trùng hạ thảo không? Đông trùng hạ thảo thiên nhiên ấy, tự nhiên ấy. Hàng trăm triệu một lạng đúng không nhỉ? Một lạng đúng không? Một lạng là hàng trăm triệu một lạng hay một cân ấy. Cực kỳ đắt. Một con của nó là tiền triệu, mà ăn một con đã mất tiền triệu rồi. Đúng không? Nhưng mà ngành công nghệ sinh học các bạn thể nuôi đông trùng hạ thảo được, nuôi được đông trùng hạ thảo nhé, các bạn thì kiếm hàng tỷ một năm là bình thường, hàng tỷ một năm là rất bình thường các bạn nhá. Nuôi đông trùng hạ thảo rồi gì, sản xuất cây giống, trại giống, bây giờ bạn mở trại giống công nghệ cao ra, ngày bạn nuôi cấy kiếm cực kỳ nhiều tiền nhá, không phải không kiếm được tiền đâu. Ngành công nghệ sinh học này mà ngành cực kỳ phát triển trong tương lai. Bạn nuôi nấm linh chi nhá, rồi nấm đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi này, rồi nấm so này, các bạn ăn lẩu đúng không, nấm so này, nấm vua này, cung cấp cho các quán ăn lẩu, rồi cung cấp cho thị trường thực phẩm sạch, ra tiền đấy các bạn nhá, ra tiền đấy. Ngành công nghệ sinh học này là ra cực kỳ ra tiền luôn. Có công nghệ thực phẩm thì sao, là liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được các bạn nhá, cũng được. Cái này bạn có thể đi làm trong các nhà máy, nhà thí nghiệm, rồi các phòng ban liên quan đến vệ sinh môi trường, đúng không? Về các kiểu như là kiểm tra chất lượng, như vừa rồi là thực phẩm bẩn ấy, VTV đưa tin về thực phẩm bẩn ấy, thì các bạn có thể là gì? Là người xét nghiệm các yếu tố ở trong thực phẩm đấy, được chưa? Đúng rồi Hoàng Anh ạ, đông trùng hạ thảo đắt lắm. Bây giờ ta sẽ sử dụng công nghệ để nuôi cấy đông trùng hạ thảo được nhá. Thì các bạn thể kiếm là gì? Một lọ nó khoảng 180.000, thị trường bây giờ là khoảng 180.000, đúng không? Mà một tháng các bạn làm ra 10 vạn lọ thì các bạn biết tiền là nó bao nhiêu không? Đúng không? Nó khoảng vài tỷ một tháng bình thường, chưa kể nếu chưa chi phí đi, khoảng lãi là khoảng 30% chẳng hạn, đúng không? Lãi là khoảng 3-4% thì các bạn đã có vài trăm triệu một tháng rồi. Thế cho hỏi ngành bác sĩ nội khoa với ngoại khoa là gì ạ? Em còn hơn mong lung. Nấm lim xanh nữa thầy. Đúng rồi Hoàng Anh ạ, Hoàng Ngọc Hoài ạ. Nói chung là còn rất nhiều loại nấm mà các bạn có thể tìm hiểu trên thị trường. Thầy trước khi ra trường thầy có biết một loại nấm mà các bạn sinh viên có thể đang nghiên cứu, đó là nấm gì đen ấy, cái gì ấy? Nấm gì đen đen mà nó tròn tròn đen đen ấy, không nhớ tên, mà cực kỳ đắt, rất rất có giá trị trong dược liệu nhá. Nấm gì đen ấy, cái gì đen đen quên mất tên rồi, cực kỳ giá trị đấy. Các bạn mà nuôi được cái đấy thì tiền tỷ nó cũng bình thường. Và bạn Hướng Dương hỏi thầy là ngành nội khoa với ngoại khoa đúng không? Nội khoa là liên quan đến bên trong cơ thể mình là nội khoa, còn bên ngoài là ngoại khoa. Hiểu vấn đề không? Đó, ngoại khoa là các bạn liên quan đến chỉnh hình đúng không? Về nói chung về bên ngoài là ngoại khoa, còn nội khoa là liên quan đến bên trong cơ thể, mổ xẻ thứ ở trong đấy là nội khoa các bạn nhá. Nên và ngành y đi, nội khoa ngoại khoa đều ok. Và các bạn đi học ấy,
các bạn đi học thì các bạn sẽ học tất, học toàn bộ cả nội khoa cả ngoại khoa, đúng không? Nhưng sau đó khi bạn đi làm, sau bạn sẽ học thêm 2 năm chuyên khoa nữa, bạn học y đa khoa nhé, là học tất cả các khoa. Sau đó sau 2 năm, sau ra trường bạn học thêm 1-2 năm nữa về chuyên khoa, giúp bạn chỉ chuyên khoa về 8 mũi họng thôi, thì bạn sẽ chuyên khoa về 8 mũi họng thôi. Đó. Đó. Nhưng mà đa khoa thì bạn sẽ được học tất toàn bộ. Còn nếu như bạn học về y răng hàm mặt ấy, thì 2 năm đầu tiên là các bạn học về chung tất cả các bạn, tất cả các ngành học chung 2 năm cơ bản. Những kiến thức cơ bản của y tất cả học chung trong 2 năm đầu tiên. 4 năm sau học thì chuyên khoa. Nếu bạn học y răng hàm mặt thì các bạn 4 năm học về y răng hàm mặt. Các bạn học đa khoa thì các bạn sẽ phân bổ thời gian 4 năm đó học tất cả các khoa. Còn mà y tế dự phòng thì bạn chỉ học về dự phòng trong 4 năm nữa thôi. Đấy, hiểu chưa? Thế mà y đa khoa học sẽ vất vả, cực kỳ vất vả. Nhưng mà sau này bạn sẽ có những cái rất là ok, đúng không? Về tiền lương rồi các thứ nó sẽ được đãi ngộ sẽ cao hơn những bạn khác. Vì và hai giá trị của bạn sẽ được lớn hơn các bạn khác, đúng không? Nguyên đa khoa mà nha. Rồi, ok là đấy, nhưng mà thầy đọc câu hỏi trên live nhá. Bây giờ trả lời tiếp tục những câu hỏi các bạn hỏi trong link này. Tư duy mà các bạn hỏi, thầy có thể chia sẻ em bí quyết để học tốt môn sinh và tư duy môn sinh không ạ? Học tốt môn sinh đúng không? Học tốt môn sinh thì thầy đã chia sẻ những buổi live rồi trước rồi đúng không? Học tốt môn sinh ấy, thì các bạn thứ nhất là học một cách bài bản, có lộ trình. Thì cái bạn nào mà đăng ký khóa VIP của thầy thì cái này thì các bạn không phải lo, thầy sẽ đưa các bạn đi đầy đủ bài bản và có lộ trình nha. Và hai là gì? Có phương pháp học phù hợp. Bây giờ có phương pháp học phù hợp. Phương pháp của thầy dạy các bạn là gì? Phương pháp liên tưởng, đúng không? Đó là gì? Liên tưởng các kiến thức liên quan đến cái câu hỏi đó. Và ôn tập, có thể sau này phần luyện đề mình sẽ ôn tập toàn bộ chương, chỉ cần 2 câu hỏi ở mức độ nhận biết thôi là mình có thể ôn tập toàn bộ cả cái chương kiến thức về phần đó. Đấy là liên tưởng, chứ không phải là các bạn làm 40 câu bạn mới ôn xong một cái chương đâu. Các bạn chỉ cần gì? 2 câu là đủ để các bạn ôn cả một chương rồi. Đó, các bạn nhé. Đúng không? Đó, nha, ok, đấy là về phương pháp và lộ trình học môn sinh. Nào. Ok. Thầy có một số chú ý cho các bạn này, đây này. Em làm bài tập hay sai thì bây giờ thầy cần chú ý gì, thầy em làm bài tập hay bị mắc lỗi, thầy có thể tư vấn cho em giúp em được không ạ? Rồi. Các bạn để mà làm bài tập sinh mà không bị mắc lỗi nhỏ ấy, không bị sai cô nó đơn giản ấy. Thì các bạn này, thì các bạn là nhớ gạch chân. Lúc ta làm bài tập đúng không các bạn? Nhớ gạch chân, những từ khóa quan trọng, đúng không? Ví dụ như là không đúng này, gạch chân, rồi gì nữa, đúng này, gạch chân này, rồi đề bài hỏi gì, hỏi những cái liên quan nó là từ khóa các gạch chân lại nhá, để khi nhìn vào đề ta sẽ chú ý vào những cái từ khóa đấy thì ta sẽ không bị nhầm, hiểu chưa? Đấy là để tránh bị nhầm nha. Và những cái kiến thức nào mà nó dễ đánh lừa các bạn thì trong cái lộ trình học mình sẽ nói luôn để các bạn nhớ luôn và ghi chú luôn, nốt lại luôn, được chưa? Nha, nốt lại luôn. Thế thì các bạn không có cái kiến thức gì mà để toàn lọt ra bên ngoài được. Ok, bạn Hoàng Anh hỏi thầy là gì đây? Thầy ơi, nếu trường không đủ số lượng học sinh đăng ký lớp sinh thì mình tự từ mình học ổn không? Ổn cho em Hoàng Anh, tại sao là phải trông chờ vào trường nhỉ? Mình có thể chủ động được mà, đúng không? Và thầy nhận thấy Hoàng Anh trong mấy buổi học rất là tích cực, thầy nghĩ là Hoàng Anh có hoàn toàn có thể tự học ngay từ bây giờ, học với thầy ngay từ bây giờ, tại sao mà phải chờ trường làm gì, đúng không? Đấy, có bạn học cùng là tốt, em có thể đăng ký vào lớp học sinh ở trường, nhưng em có thể bắt đầu sớm ngay từ bây giờ, tại sao phải chờ người ta làm gì, đúng không? Mình có thể làm chủ được mà. Chờ người ta, nếu người ta mà dạy một cách nó nhanh quá làm sao mà em theo kịp được. Trong khi đó thầy dạy bài bản từ đầu, thầy dạy bài bản từ lớp 10, đúng không? Thầy dạy từ lớp 10 đến lớp 12 cơ mà,
đúng không? Tại sao mà phải chờ trường làm gì? Các bạn học ngay thầy cũng được, đúng không? Minh chứng là phần ADN thầy đã là kiến thức lớp 10, buổi sau là học về ARN là kiến thức lớp 10, và quá trình dịch mã là kiến thức lớp 12. Thầy gộp cả kiến thức lớp 10 và lớp 12 và một bài, bởi vì nó liên quan đến nhau. Anh hiểu vấn đề không nhỉ? Mặc dù cái phần lớp 10 là phần tế bào, phần lớp 2 là phần di truyền, hai phần đấy tách riêng không ra, học ở hai phần, hai lớp khác nhau. Nhưng nếu bạn nào mà không theo dõi, không học bài bản ngay từ lớp 10 thì đến lớp 12 nhắc đến phần, không nhắc lại phần ADN và ARN cho các bạn thì các bạn có thể là quên mất, đúng không? Quên là điều bình thường. Thế nên thầy dạy bài bản là thầy phải nhắc lại cho các bạn từ lớp 10 đó, các kiến thức liên quan đến lớp 12 thì nhắc lại luôn cho các bạn, để các bạn có một cái nhìn tổng quát và học bài bản, đúng không các bạn? Đó, chứ không phải thầy nhảy bổ luôn là kiến thức lớp 12 đâu. Sắp tới đến phần tế bào, thầy nhắc lại phần kiến thức nhiễm sắc thể lớp 10, nguyên phân lớp 10, giả phân là lớp 10, sau đó mới đến cái phần gì, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở lớp 12. Bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Chứ không phải là nhảy luôn vào kiến thức lớp 12 cho các bạn đâu. Ta học bài bản mà, bài bản nó phải đầy đủ chứ, hiểu chưa? Học live nhưng không hề là học lào nháo các bạn nhé. Học live này thầy đầu tư rất là nhiều công sức vào đây. Học live các bạn được lợi một cái, đó là bạn được tương tác với giáo viên ngay tại buổi học, các bạn hiểu không? Chứ không phải là nếu bạn học học video cũng được, nhưng mà như khi bạn hỏi thì có thể là thầy giáo sẽ không trả lời ngay cho các bạn. Nhưng mà học live này thì sao? Bạn hỏi thầy trả lời ngay gì nữa, đúng không? Thì kiến thức ta được gì, tương tác một cách nhanh nhất đấy, thấy chưa? Hoàng Anh hiểu không nha? Chứ không phải đừng chưa làm gì. Em thầy hoàn toàn đăng ký khóa học của thầy, bạn học luôn ngay từ bây giờ, không phải chờ làm gì cả nhá. Đấy, và đang được ưu đãi 50% đấy. Không đăng ký nhanh thì sau này là hết ưu đãi, là lúc đấy lại học phí lại tăng lên, lại không đăng ký được mà mình muốn học lại không đăng ký được, nên nó phải phí không? Quá phí, đăng nào trả học, đúng không? Đăng nào trả học nhá. Đấy. Ok, đây là câu hỏi tiếp theo. Bây giờ ok, để chia sẻ tình yêu nhỉ. Tình yêu đi, đúng không? Bây giờ chia sẻ tình yêu thì đi nhỉ. Cái phần là các bạn quan tâm này, đúng không? Đấy, bạn làm mất gốc, mất cành, mất lá, mất thân thì vào đây nhá. Thầy ươm cho bạn từ hạt, được chưa? Đấy. Đây, trong phần bài tập các bạn hỏi thầy một câu là: thầy ơi, thầy có thể chỉ cách học tốt phần tính toán ADN không ạ? Em xem lại hai buổi live đấy là đủ rồi em nhé. Em xem lại hai buổi live đấy, nếu như cái phần nào mà em không hiểu, inbox cho thầy, thầy sẽ đảm bảo thầy sẽ hỗ trợ em đến khi nào em hiểu thì thôi, được chưa? Còn bạn nào mà chưa hiểu thì xem lại hai buổi live đấy là đủ rồi các bạn, chinh phục phần ADN rồi nhá. Rồi, ok, đấy là về xong toàn bộ những cái gì liên quan đến đấy rồi nhá. Bạn nào muốn học, muốn hỏi cái gì thì cứ inbox cho thầy nhá. Thầy sẽ có những buổi live như thế này, buổi live chia sẻ như thế này, đều đặn, khoảng nửa tháng tăng một buổi như thế này và một tháng tăng một buổi như thế này, được chưa? Chúng ta chia sẻ rồi xem là các bạn thực sự là các bạn muốn học thầy, là có những bạn nào, đúng không? Và tương tác bao nhiêu, được chưa? Đó, ok, để đến các vấn đề liên quan đến tình yêu này. Đấy. Nào, ở đây thì các bạn nào đã có crush rồi thì nhắn tin cho nào. Bạn nào mà đang nhé, đang này. Đấy. Mà có rồi này. Đang này, mà sắp này. Đấy, có crush. Thì chấm cả. À, chấm cả. Chấm cả. Chấm cả nào. À, các bạn chấm cả đi. Chấm cả, chấm cả, chấm cả. Chấm cả nào. Đấy, bạn sắp tới định tán thế này, hay là định đang có crush thì nhắn tin đây, thầy sẽ chia sẻ nha. Chị Ngô số 8 phía trên nhỏ hơn. À, nào. Nặng lắc hơi chậm à? Tôi thấy nghe like nghe hơi chậm đúng không? Các bạn comment đi, comment đi, comment câu hỏi liên quan đến tình yêu đi sao nào. À, liên quan đến tình yêu các bạn. Comment ở đây. Đấy, chia sẻ nhá. Chia sẻ cách để hạ gục. Đấy, crush. Xin chia sẻ hạ gục crush. Đây. Chấm chấm mắt chấm. Chấm mắt. Hoàng Anh chấm mắt chấm à. À, đang giáp chấm chấm à. Rồi.
Nào các bạn, Hoàng Anh chấm mà chấm chắc là một mình cân ba luôn à? Một mình cân ba luôn à? Ok nào, chia sẻ nhá. Cái đó là cách đó, để hạ gục. Đấy, crush. Đấy, các bạn đi theo lộ trình. Bạn có lộ trình. Được Đấy. chưa? Một lại là khởi động. Hai vượt vượt chướng ngại vật. Được chưa? Đấy. Ba là gì? Tăng tốc. Bốn là về đích. Chưa? Đấy, lộ trình 4 bước nhá. Giáp chậu hơn. Giáp chậu hơn. Đó, đấy, 4 bước khởi động. ví dụ đang đang chứ em một và chỉ một có mỗi giờ chưa có thôi. Thế thì bây giờ nha, bạn thử áp dụng là xem là có đúng không nha, xem là có chuẩn không nha, xem là nó Chị hạ có gục vượt trong qua trong được không? trong Có mấy vượt mấy qua mấy được mấy cái phút quan nha. khởi động như thế không? Thế thì như này, Có bao giờ mình dạy học khởi sinh động là viết đúng vượt không, là qua các được bạn khởi gì động thế không? tạo ấn tượng để nó biết đến mình đã, đúng không? Tạo ấn tượng, tạo ấn tượng Bài môn số 9, bục của để số nó 9 biết là đến viết mình kéo đã, qua được kẻ biết nào khi chưa sự có xuất vật hiện chứng? của mình. Đấy, trong 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 trí nhớ của nó, được chưa? Được chưa? Tại sao mà những cái thằng mà trai hư đúng không, mà hay được hay tán là cái xinh đúng không các bạn, không phải trai hư hay tán là cái xinh, bởi vì sao? Bởi nó tạo được cái này, tạo được ấn tượng, tạo được gì? Sự xuất hiện ở trong trí nhớ của nó. Tối về nó không ngủ được, nó nhớ đúng không, thì nó dần dần nó sẽ yêu thôi. Ơ thầy, hôm nay phát người yêu ạ? À? Hôm khác thầy phát nha, tuần thú nha. Hôm nay tiền là tiền, không phải đâu Hoàng Anh ơi, không phải tiền đầu tiên đâu, tiền không phải đâu Hoàng Anh ạ. À? Đẹp trai không bằng trai mặt cơ mà, đúng không? Đó, các bạn cứ trai mặt thì đương nhiên là nó, hàng ngày là sẽ gục thôi. Chờ, tạo ấn tượng và Đã biết được sự xuất hiện của mình. bằng cách nào? Mà cứ làm mấy cái trò như kiểu là ở học ở trường đúng không, ở lớp đúng không, đấy, hay kiểu là gì, đấy, xin đổi chỗ rồi gì, rồi hay ngồi cạnh nó, rồi hay xuất hiện trước mặt bạn đấy trong ngày đấy, đó, hoặc là gì, viết tâm thư. Đấy, viết tâm thư. Đấy. Tâm thư kiểu như là gì? Tâm thư kiểu là gì? À, hello. Đấy. Đấy, viết một từ hello để ngăn bài. Dạ. Đấy, ngăn bài. Để nói gì? Thì nó tò mò, nó biết nó là ai. À, cái đang nghe đấy. À, em gái đang nghe được chồng bị áp dụng rồi này, để ngăn bàn á, đúng không? À, để tạo ấn tượng đó, sau đó là gì, Làm những cái kiểu như này. Đấy. Tặng kẹo này, đúng không? Có gì? Sữa này, để vào buổi sáng ấy, đi học đi sớm vào để vào trong bàn đó. để nói gì, nó tò mò tìm hiểu, Đấy, sau rồi một ngày nào đó mình đột ngột, đấy, đột ngột xuất hiện, nhưng mà đừng kiểu khoe mẽ nhá, cứ bình tĩnh thôi, cứ kiểu để nó tò mò, để cho nó kiểu như là kiểu nó chết dần ấy. sau đó mình chỉ ra gì đây, ra cái đòn quyết định thôi, được chưa? Để nó biết cho mình, À, như vậy là gì, nó có ấn tượng tốt cho mình rồi, đúng không? Nó có ấn tượng tốt cho mình rồi. Đấy, thế bạn đã có gì? Điểm cộng rồi. Đấy, có điểm cộng rồi. Được chưa? có điểm cộng rồi, thế điểm cộng là tốt rồi đúng không? Đó, chứ không phải là nhiều khi thấy nhiều bạn chạy ra cầm điện thoại giơ lên này. Bạn hãy cho tớ xin số điện thoại. Ơi, còn lâu nhá, đừng có mơ xin được số điện thoại.
bạn là ai, bạn là ai mà họ phải cho, đúng không? Bạn ai mà họ phải cho, đúng không? Bạn phải tạo ấn tượng, tạo ấn tượng tốt cho họ đã nhá. Bằng cách là gì? Có thể là gì? Chữa bài thường xuyên, chép bài, mà không có tiền đúng không thì chép bài, xin ngồi cạnh đúng không, rồi giảng bài, rồi gì cùng bạn đi học tập, để tạo tương tốt tuần gì nữa, đúng không? Để nó nhớ đến mình đã, để nó biết mình đã, đó đúng không? Nó vứt đi đấy không quan trọng, là vứt đi không quan trọng, quan trọng là nó đã nhìn thấy rồi, nó đã biết rồi, nó chỉ vứt, ý là nó có thể là nó nghĩ là không phải biết cho mình thì nó bỏ đi đúng không? Nhưng mà em thử làm một vài lần lặp lại thế chứ. Khi cái trường hợp, khi cái sự kiện xảy ra nó không ngẫu nhiên nữa thì nó sẽ phải có cái suy nghĩ, nó phải có suy nghĩ nghiêm túc, và khi nó luôn đặt câu hỏi đầu mình, ai nhỉ, thằng nào nhỉ, đấy, khi nó nhớ bạn thế rồi nhá, về nhà nhớ, đi học nhớ, làm gì nó vẫn nhớ, nó tò mò mà, thế thì bạn đã một phần ở trong trí nhớ của nó rồi. Khi bạn đã ở trong trí nhớ của người ta rồi thì bạn đã có điểm cộng rồi đấy nhá. Ngồi kế nó chưa kịp gây ấn tượng mà nó biết mình học dở, không sao mà học dở thì mình sẽ sử dụng cách khác, đó là chép bài cho nó đúng không, hay hỏi bài nó, hay động viên nó, rồi hay kiểu giúp đỡ nó trong học tập nó, rồi hay kiểu anh hùng cứu mỹ nhân được không, hay hoặc là bạn nữ thì có thể gì, bạn nếu bạn nam bị bắt nạt thì đứng ra bảo vệ bạn nữ, bạn nam thì sao, nếu bạn nữ mà bị bắt nạt thì đứng ra bảo vệ, tạo ấn tượng khởi động đúng không, đấy mới chỉ được khởi động thôi nhá, tạo ấn tượng khởi động. Hoặc là gì đây, cái trò này hơi nghịch một tí nhưng mà thấy nghĩ tạo được này, là gì đấy, tháo hơi xe, được chưa, tháo hơi xe để nó gì, để nó phải dắt bộ, và gì, mình đột ngột xuất hiện, đột ngột xuất hiện, nhưng mà chuẩn bị nhá, phải có sự chuẩn bị trước, bây giờ có nghĩa là phải nhờ thằng bạn nó dắt xe của bạn ấy về, mình chở bạn ấy về đấy, chở người ta về đúng không, chở người ta về, nhưng không phải bạn chở một bạch về nhá, nhà về nhà đó nhá, không phải chở một bạch về nhà nhá, mà hay gì cho đi ăn đấy, cho đi uống nước, mùa hè nóng chẳng hạn đúng không, tôi vào để làm có đông mì đã, rồi ăn tạm cái gì đã, ăn quà vặt đi thì bạn nữ thì ăn chả thích đúng không, ăn chả thích quá, cho đi ăn đi uống đi, để gì, tạo ấn tượng tốt. Ôi trời ơi mày ơi, thằng đấy nó hôm đấy nó like tao về, ôi trời ơi nó tốt lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nó quan tâm tao lắm, trời ơi, thế thì bạn có muốn xin số điện thoại thứ nhất nhá, một này vừa xin được số điện thoại đúng không, vừa xin được số điện thoại, vừa là gì, vừa biết nhà luôn, vừa biết nhà luôn, vừa xin được số điện thoại, một phát trúng hai đích, chuẩn chưa, phải không các bạn biết luôn là gì, biết luôn là vừa biết số điện thoại vừa biết nhà luôn, chuẩn chưa hả, đó thế thì có phải là tốt không, anh hùng học lực khác trường à, ngô phải à, ok, học lực khác trường thì mình có một cách khác, đó là gì, rủ đi học sớm đúng không, rồi đến cái chỗ mà đường ai người đi thì người đi, sáng sớm thì sao, sáng sớm cùng nhau ăn sáng, chữ cuối thì gầy mà chữ gần cuối nào đủ ấn tượng chưa, sáng sớm cùng nhau ăn sáng thì đủ ấn tượng chưa hả, là cứ mỗi sáng một hộp sữa xem nào, nó mình chịu khó nhịn một tí và tớ ăn rồi tớ đi sớm tớ mua sữa cho bạn này, tớ hỏi là thằng nào không chết hả, đừng nói là con gái, con trai không chết của con gái đâu, thầy ơi nữ nó bậc là một thích chứ 100, thế không hiểu câu của anh lắm, thế mình đi xe điện đi học đi trường đi thật. Ờ, giáp buồn cười nhỉ, thế em không biết đổi xe cho bạn à? Hả? Hay là một mình đi xe đạp, em đổi xe cho bạn nào có xe yên sau ấy đổi cho bạn đi đúng không, mượn thiếu thì cách, quan trọng là em có muốn không thôi, em có muốn không, nếu em muốn thì em thiếu thì cách
để em có một xe yên sau, đúng không? Mà không cần phải ngày nào cũng đi, em có thể ban đầu có thể 1-2 ngày thôi, sau đó khi là thân rồi thì có thể là gì mình mượn đổi xe của bạn, rồi mình mượn xe đấy bạn, mình chở bạn đi học. Khi đã chở bạn đi học rồi thì trời, lúc đấy cái gì, cái niềm tin và cái ấn tượng này là tốt lắm rồi, đúng không? Khởi động nó ok rồi. 120 điểm đúng không, trong đường lên đỉnh Olympia 120 điểm đúng không, bạn đạt luôn 120 điểm rồi. Nhi không, em không có cớ ra đâu, em chỉ hỏi thôi. Biết đâu sau này có là sao, nếu mình sang trường bạn khác chơi thì sao, nếu thấy thì sao, áp dụng luôn đúng không, áp dụng luôn nha. Đấy là một số cách mà các bạn phải tạo ấn tượng cho đối phương nha. Ok, cái thứ hai là vượt chướng ngại vật là gì, là vượt qua, là gì, là vượt qua những cái gọi là cơn gọi là gì, giận dỗi của người yêu này đúng không, giận dỗi của người yêu rồi những cái thằng gì, thằng thứ ba đúng không, những thằng thứ ba rồi những cái cơn gì, cơn giận dỗi của người yêu, làm sao là vượt qua này nhá. Các bạn đừng tưởng là cái này là đơn giản nhé, đừng tưởng cái này đơn giản nhé, cái này là phải có kinh nghiệm cực kỳ thì mới vượt qua được đấy, không phải thích thì vượt qua được đâu. Nha, vượt qua này thế nào? Cái câu này thì thầy chỉ có một câu các bạn thôi, đó là gì? Nhất cự ly nhì tốc độ. Nha, nhất cự ly nhì tốc độ. Đấy, nhất cự ly mới là gần. Ở gần là thắng rồi. Đấy ra, còn nhì tốc độ là gì? Nhanh. Đánh nhanh thắng nhanh, con gái nó thế mà. Đánh nhanh thắng nhanh là thắng thôi. Đừng để dài dòng. Nha, đừng có dài dòng, các bạn cứ để trần trừ rồi để lê la phải yêu nhau 1-2 tháng mới được thế này thế kia, không, một tuần cũng phải làm được luôn nhá, một tuần hoặc có thể làm được những việc mà người ta yêu nhau 1 năm người ta mới làm được, không cần phải là như thế đó, cứ phải yêu nhau 3 giữ lộ trình, 3 tháng mới được nắm tay này, 5 tháng mới được đi chơi này, 7 tháng mới thọ thế kia, rồi 19 tháng mà đây không, mà đây 1 tuần hoàn toàn làm được luôn nhá, 1 tuần làm được luôn, nếu như bạn đủ ấn tượng cho họ, cái khởi động nó trọn vẹn 150 điểm ấy, thì phần vượt chướng vật nó quá đơn giản, hiểu chưa? Thôi thầy cho mấy thằng bạn mượn là nó thó luôn mất á, đi thế. Tao bảo anh mất niềm tin vào bạn bè đấy nhỉ? Nó mượn 1-2 buổi thôi, làm sao mình góp phần vào bạn bè có yêu? Thế nên khi nó có yêu nó giới thiệu yêu cho mình cũng được chứ sao, đúng không? Lúc yêu 10 anh, lúc nay nói yêu mai bỏ. Không Giáp ơi, sao Giáp nghĩ bi quan thế nhỉ? Thế thì nếu xong kèm một câu xin lỗi chúng ta không có duyên đến với nhau, thế chứng tỏ là em không đủ niềm tin để cho bạn gái đấy, bạn ý yêu em rồi, em không đủ niềm tin nhá, em không đủ niềm tin, em không đủ hấp dẫn thì bạn ấy mới bỏ em thôi, chứ con gái thì người nào mà đủ hấp dẫn đủ niềm tin thì họ vẫn có thể gắn bó mà. Sao mà thầy ấy nhỉ, thầy giáo lại dạy nên có thai cho Tuấn Tú hiểu ý thầy ấy, thầy đang định nói phần về đích, thầy đang định nói phần về đích thì Tuấn Tú lại ấy rồi. Ok, lát phần về đích mới vui này, lát phần về đích thì chia sẻ mới vui này. Ok, vượt qua vật chứng vật nha. Bạn nào mà đang yêu tuổi như thầy thì vượt chứng vật chính là gì? Vượt chứng vật chính là gì? Trải qua được nha, trải qua được những buổi gặp lại bố mẹ cơ. Có nghĩa là gì? Đến nhà người yêu chơi đúng không? Đấy, đến là phải gì? Phải tỏ ra mình là người che chở được, là người có chí hướng, đấy là con trai có ý chí. Đấy, có phân đấu, có chăm chỉ, nhanh hiền, ngoan ngoãn, yêu thương mọi người, yêu thương động vật, rồi nói chung tùm lum các thứ là phải ok, cái nào cũng phải tốt. Còn bạn nữ thì sao? Vào là gì? Sắn tay, sắn quần lên, vào nhảy vào bếp. Giúp phụ bác gái đúng không, nấu cơm, rửa bát, quét nhà. U trời ơi, thầy nói chứ khi bố mẹ đã gật đầu rồi thì cái thằng đấy nó không gật cũng phải gật, bạn hiểu chưa? Không gật nó cũng phải gật. Còn các bạn nam về về gái, nhiều về gái hay sao, khi bố mẹ đã ok rồi, khi bố mẹ cứ suốt ngày nói và bạn thường xuyên về nhà chơi ấy, thì bố mẹ đã tác động nhiều, thì đảm bảo luôn 95% là bạn đó.
đã nắm bằng chui rồi, bạn cầm bằng chui sao rồi, bạn hiểu không? Nha. Còn khi đó bạn nữ cái đồng ý không đồng ý nó không có nhiều giá trị nữa. Nha. Một tuần nếu bạn ý không có yêu không phu.